Mình xin em xin phép anh một chút ạ. Thật ra thì anh ạ, cái MC Nguyễn Thị Hiền ấy thì cô ấy nói rằng là bài hát thì đúng rồi, nhưng mà anh thì em được biết rằng là anh thì không phải là ở Nga hay ở một đâu đó, mà anh ở một cái nơi rất gần Việt Nam và dân tộc người dân tộc Khmer. Đó là anh ấy viết về một người lính đóng quân và công tác ở tại chiến trường Campuchia. Đúng anh? Vâng. Thì cũng xin phép tất cả các anh em, nhân cái lời của MC thì tôi cũng xin nói rằng là tôi đi bộ đội và cuộc đời chiến đấu của tôi chủ yếu là trên chiến trường Campuchia. Hôm nay cái đầu đề của bài hát đúng của nó là từ KBC, nhưng mà tôi muốn nói một câu rõ là tôi hôm nay tôi hát bài từ Campuchia. Campuchia. Viết từ Campuchia. Tôi chúng ta phép. Hãy dành một tràng pháo tay để chào mừng anh Lâm Vũ Ngọc ạ. Từ Campuchia ra lạnh rừng sâu, anh gửi lời thăm về em yêu dấu. Qua bao ngày chúng mình xa nhau, chắc em để phấn son nhạt màu và buồn trong cả giấc chia. Đừng buồn em ơi nếu hiểu được anh, đây miền rừng xanh vui vương ao lên. Khi chiến trường khói lửa điêu linh, như em nhiều biết sao thôi đành vùi chôn hòa lẫm chữ tình. Em ơi lâu lệ buồn còn trình chiến anh còn đi, đừng giận hờn anh em nhé. Mình thương thì gọi tên nhau, mình nhớ mà không sầu, dặn dò anh chỉ đôi câu. Từ Campuchia viết gửi về em, riêng tặng người yêu luôn thương mến. Mai anh về kể chuyện nhà binh, lính xa nhà nhớ cô nhân tình, chuyện vui ngày cưới đôi. Chinh chiến anh còn đi, đừng giận hờn anh em nhé. Mình thương thì gọi tên nhau, mình nhớ mà không u sầu, dặn dò em chỉ đôi câu. Từ Campuchia viết gửi về em, riêng tặng người yêu nụ hôn thương mến. Mai anh
về kể chuyện nhà Vinh, lính xa nhà nhớ cô nhân tình, chuyện vui ngày xưa đôi mình. Mai anh về kể chuyện nhà Vinh, lính xa nhà nhớ cô nhân tình, chuyện vui ngày cưới đôi mình. Mai anh về kể chuyện nhà Vinh, lính xa nhà nhớ cô nhân tình, chuyện vui ngày cưới đôi. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Ngọc Lâm rất là nhiều ạ.